như ruột thắt tim gan. Đóng mít cửa và tắt hết đèn để nghe chuyện kể dân gian. Bỏ vào lon một hai viên kẹo xong rồi mình thập cây nha. Vì âm vinh sẽ cho phê vào tháng 7. Lướt đi ngao du và nhẹ nhàng như nước chảy. Ít ai quan tâm và cũng ít khi nghe thấy. Nên người ta từng không tin cho tới khi được trông thấy. Ricky OTD anh không nên lúc. Bạn còn cỡ dân chơi hay mang ra đi xin xúc. Lời đầu tiên là xin ông bà bên trên phù hộ. Nhưng mục đích chính là xin con số bên đập của lùa. Còn nổi tiếng miền Tây chính là Châu Đốc An. Xin chào mọi người, mình là Ricky Star đến từ OTD và Tổ Quả. Ngoài việc Ricky rap cho bản thân thì Ricky còn sáng tác nhạc cho các nghệ sĩ. Thì lần đầu tiên Ricky đến với rap là vì gái. Vì gái. Vì gái. Thì nhưng mà sau đó thì Ricky cảm thấy mình fall in love thay vì với lại bạn gái đó thì mình lại fall in love với lại nhạc rap nhiều hơn. Rồi mình bắt đầu tìm tòi học hỏi nó, rồi mình đi đến những nơi mà có những người có thể hướng dẫn mình đến với rap. Và thì mình chơi rap tới giờ luôn. Và rap bây giờ nó giống như là hơi thở của mình vậy đó. Anh rất là thích trước tiên là cái sự khiêm tốn của em. Bản thân cái dòng nhạc này nó đã là một cái gì đó khác biệt rồi. Mà em ở trong này em đã là khác biệt ở trong những cái khác biệt đó nữa. Trong khi mọi những người khác, kể cả anh đây, thì mình cố gắng mình mặc những cái đồ lèo lẹt hoặc là hip hop, thì em lại đi chân đất lên với cái khăn rằn. Cho tới thời điểm hiện tại, đây là màn trình diễn tuyệt vời nhất. Hands down. Thì việc đầu tiên mà rap thay đổi bản thân mình đó là kiểu cách suy nghĩ của mình. Nó thay đổi từ bên trong của mình trước. Nó thay đổi cả con đường học vấn của mình nữa. Trước mình học trường du lịch nè, rồi trường sân khấu nè. Nhưng mà kiểu đang học tới giữa chừng thì anh Phúc Bồ gọi kêu Ricky qua đây làm nhạc đi. Xong cái nghỉ luôn. Nhờ có nhạc rap mà Ricky biết thêm nhiều người bạn nữa. Những người nghệ sĩ vô cùng giỏi luôn. Và kiếm được rất nhiều thứ từ đó, không chỉ là tiền không nữa, mà là còn tình bạn và tinh thần ở đó. Đối với tụi em thì hai chữ rap Việt đó được xây dựng qua nhiều thế hệ rồi. Có những người ở lại, những người đi, cũng có những người ngã xuống rồi. Thế hệ của em không cho phép mình dừng lại hay là thụt lùi. Và em cũng đã có một người mà em luôn ngưỡng mộ và mong muốn có thể phụ anh ấy một tay để xây đắp thêm cho chữ rap Việt. Cảm ơn anh đã tin anh nha. Ricky Star về đội Binzy. 3 năm dài ngọt ngào và khó quên. Và cuốn sổ đầu bài chắc nào cũng có tên. Sang lớp bên bắt nạt và bóc phốt. Quá quen những cái lần chăm phạt ở góc lớp OS. Đừng buồn và đừng cố tiếc nuối. Nó đã từng treo tường và để trốn tiết cuối. Nó đã từng nghĩ mình là ông vua trong trường. Để mà sau này nhớ lại những ngày xưa ông cuồng ê. Hiện tại em còn đang khá là trẻ. Và em đến với rap, em đã tiếp cận được với rap từ khá lâu rồi. Và em yêu nó đến nay là cũng 6-7 năm. Thì em vẫn đang muốn là có thể mang rap thành cái nguồn sống chính của mình. Nhưng mà trong tương lai thì đâu biết được. Hey. Hey. Ôm nhau lần cuối là vô bạn thân. Hôm sau mình không còn là bạn cùng bàn. Không còn chung lời nói, chung từng đoạn văn. Nay bài tập toán cũng đến hạn ngừng làm. Tạm biệt thằng bạn hiểu tính cách suốt 3 năm. Tạm biệt sổ vạn và cuốn sách giáo khoa văn. Hết tuần lễ và mặc kệ đúng sai. Cảm ơn người mẹ thứ hai vì đã trách mắng quan tâm. Em thì đang hiện tại là đang có sẵn một cái hình tượng là một cậu học sinh bướng, nghịch ngợm. Nhưng mà em vẫn đang muốn đi theo cái đường, con đường đấy, cái hướng đấy như thế. Nhưng mà cái mong muốn của em là âm nhạc của em sẽ đa dạng, nhiều sắc màu và không theo chung một cái hướng nào mãi mãi cả. Thực ra thì cả bốn huấn luyện viên đều có những ảnh hưởng với em từng thời kỳ. Carrick là những năm tháng cấp 2, xong rồi dần dần. Nhưng mà hiện tại thì em đang rất thích cái màu sắc âm nhạc của anh Binzy và chị Suboy. Yeah. Bây giờ là quyền quyết định của em. Trời, ta lên hốt về luôn kìa. Cái gì vậy?
sợ tình yêu. Dễ sợ thiệt chứ. Sao em, đưa quyết định đi em. Đưa quyết định đi em. Cái này rất khổ. Đợi em hiểu cảm giác của bọn anh ở trên này chưa? Bây giờ trong lòng em khi mà em đến đây em vì ai? Chọn con tim hay là nghe lý trí? Em quyết định chọn chị Suboy ạ. Chọn chị Suboy ạ. Chúc mừng em với đội Suboy. Hey, turn it up, turn it up. We got to party. Hey, turn it up, turn it up. We got to party. Thế em nhúng nhảy đều cho tầng đêm. Không cho bay bọc no đó sleep. Mày em hot girl buông cho bay tiệc. Thả mày cơm về xong mà đi làm việc. Cho em nhúng nhảy đều cho tầng nhịp. Không cho bay bọc no đó sleep. Mày em hot girl buông cho bay tiệc. Thả mày cơm về xong mà đi làm việc. Bây giờ cho em xin giới thiệu là em tên là Trần Tiến Đạt. Em đến từ thành phố Buôn Ma Thuột. Nickname của em là OIC. Em đặt cái tên này vì em muốn thể hiện cho mẹ em thấy. Và nó cũng có một cái câu là anh là OIC và em không muốn những giọt lệ của mẹ phải luôn trên mi. Yeah. Và em đến với rap vì em muốn cho mẹ em thấy là con trai của mẹ đã được phát triển. Yeah. Sức ảnh hưởng lớn với em trong nền âm nhạc đó là Doc Chu và anh Binzy. Nếu mà nói về Binzy thì em thấy Binzy hợp với mẫu nhạc của em mà em đang hướng. Huawei hy vọng là bạn sẽ lựa chọn Huawei. Không. Em quên. Sai dạ, điểm gì? Dạ hai em trên đó. Có thể chọn bạn đó cho Huawei. Ừ. Anh nghĩ là em sẽ nên tìm đến một người mà có tư duy khác lạ, mới lạ. Và đặc biệt nhất là có kinh nghiệm làm việc với những chất giọng như của em. Thì vì thế anh nghĩ là em sẽ về với đội Wowie sẽ hợp lý nhất. Chúc mừng Wowie. Xin chào mọi người, mình tên là Nguyễn Hữu Anh Khôi. Năm nay mình 18 tuổi. Mình biết đến rap khoảng 2 năm trước. Anh mình có mở cho mình coi một clip freestyle của anh Blacka và anh Ricky Star có tên là Lost Talent. Và từ đó thì mình thấy cái này là rap. Và mình bắt đầu tìm tòi và phát triển theo đuổi đam mê của mình. Chủ đề mà mình hay viết, mình lấy từ những thứ xung quanh trong cuộc sống hàng ngày của mình. Đặc biệt là về tình yêu, về anh em, cuộc đời, ước mơ. Tất cả đều có thể trở thành chất xúc tác để mình viết lên một bài rap. Giọt béo dễ thương hai má hồng hồng, mắt to tròn xoe mập mịn với đôi mi trong. Heo kêu là ổn nịnh để heo giữ cho tiền cưới vợ. Heo nói sống tiết kiệm mới có được thứ mà mình mong chờ. Anh có một gia tài mà hàng ngày phải lo giấu. Tiền một cái mới kho cơm rồi heo rất là kho báu. Heo cứ lớn thật nhanh chóng với hai mắt thật long lanh. Heo cứ lớn thật nhanh chóng vì anh chỉ ngửi chứ không ăn. Ơi bé hút đất một người trên tay. Chờ tới ngày mổ heo là chắc xây tạ sẽ được lên mây. Heo phải mau lớn để còn lo cho ngày mai sau. Mà heo phải mau lớn như là heo vì xuân mai. Không cần ăn cá, không cần phải xem TV. Heo không cần ăn cơm nhưng vượt lên được mấy ký. Em không thể mua bánh, em cũng không thể mua kem. Mà em để cho heo đất mỗi ngày 200 lì xây. What's up tất cả mọi người, mình tên là Lê Tuấn Nam. Rap name của mình là Bad Beast. B-A-D to the B to the G's. Lúc mà mình mới đầu tới với rap á, mình chỉ rap cho mình nghe thôi, chả dám đưa ai cả. Và cũng không ai muốn nghe cái thứ đó cả. Có lẽ vì một lý do nào đó khách quan mà họ không muốn nghe nhạc của mình. Nhưng mà mình cảm nhận là mình thích bài nhạc của mình, cho nên mình vẫn tự hào về nó. Và đây là con người của mình. Mọi người nhìn mình như vậy có thể thấy mình là một người rất là lạc quan yêu đời. Cuộc đời là những lần thử và sai mà. Cứ thử đi, cứ vui với nó đi, cứ cháy hết mình với nó đi. Rồi bạn sẽ có được niềm vui cho riêng bạn. Em nói em không có vệ tinh, thôi thành thật chút đi em. Anh thấy không chút con sắt đang cho em break in DM. Nhưng em yên tâm anh yêu tự do như là Morgan Freeman. Và anh là người đơn giản như biến à. Việc anh thích là CM. So, đến bên anh đi baby. Baby, baby. Dịp hiếm có những vết thì mấy khi muốn cấp tim anh thì cứ lấy đi. Anh sẽ coi như là không thấy gì. Thật kia là càng say chị ta với nàng. Em đắt giá rất nhiều nên so với vàng. Không đồ hiệu ở trên người mà em tới đâu cũng sáng. Có được em dù cô tốn bao nhiêu cũng đáng giá. Don't worry, I don't care about your ex. Drop the mic, yeah you know I'm the best. Rap Việt 20 giờ thứ 7 chỉ có trên HTV2 V Channel.